đó, cùng bố khác mẹ với lại cái đàn này, để quay luôn để cho mọi người xem. Quỷ sứ nhà dài, anh cho nó đứng gần ở cái bọn kia ở giữa thì sứ nhà dài đây mà đây. Hàng ngày thả ta là người người hít hít rồi. Đây là cái con đực cùng bố khác mẹ với lại ba cái con này. Nhưng mà cái con đực này thì cái chất lông của nó khá giống với lại cái con cái của đàn trước này. Đây là con cái đang trên màn hình này. Cái con đực kia cái chất lông của nó khá giống với lại con cái này lúc nhỏ. Y nhau. Không, nó con đực kia là lông nó ngắn hơn. Nó ngắn, con cái này lúc nhỏ là lông nó dài hơn này. Nó dài hơn đúng không? Nó dài hơn, còn cái con đực này là lông nó ngắn hơn. Là về sau ấy, là con đực chất lông của nó sẽ còn ngắn hơn cái nữa. Là con đực này nó sẽ là một con đực rất là đẹp chứ không phải không đâu anh nhá. Nhìn bây giờ là màu nó như này đã bắt đầu dậy màu chân rồi đấy. Khi mà nó còn bé là nhìn mình bảo là về sau nó ra màu vàng là rất là nhiều người không tin. Nhưng mà nhìn ở cái đàn trước này là nó vàng, nó còn vàng hơn hai con kia nhá anh nhá. Anh thấy đúng không? Cái màu lông nó còn vàng hơn chứ không phải là nó vàng bằng đâu, nó còn vàng hơn. Nhưng mà như ba con này thì về sau thì chắc chắn là màu lông là sẽ đều như con mẹ này. Sẽ đều như con mẹ. Ba con nếu mà để ba con đều con sẽ kia là đực đấy. Con đực kia cả là sau này sẽ đỏ như con mẹ. Đây là em đực này là con của Sẹo với Lõm là em giữ lại này để làm con chó giống này. Là chờ nửa năm nữa là có thể là bắt đầu là cho ghép để lọc giống rồi. Tính ra là cái cặp bố mẹ này là cái cặp bố mẹ mà có cái bộ gen là khá là tốt. Hai con giống bố này, hai con này gen trội giống bố này. Còn một con thì nhìn cái mặt của nó thì nó cũng ở giữa bố mẹ thôi, nhưng hai con này là y hệt con bố rồi. Hai con lông ngắn hơn này, một con lông dài hơn này thì có pha nét mẹ. Đó. Nhìn cái mặt đó, đó, hai mẹ con ở trên cùng màn hình đó. Đó thì quay lại nói đến cái em cộc đực này. Này em cộc đực này mình nói là ngay từ lúc bé mình nói là sau này lớn lên nó sẽ màu vàng đó. Nó có lý do, một là nó nhìn cái mảng màu lông như thế kia nó dậy như thế kia là cái khả năng về sau nó sẽ là màu vàng rồi. Nhưng mà cái thứ hai nữa là có cái thực tế là cái con đàn trước này là màu lông màu vàng nó còn dậy muộn hơn là con đực này cơ. Mà bây giờ nó vàng rực như thế này đấy. Đấy. Đó đấy. Đấy nó chính là một cái thực tế, phải qua thực tế là thì mới biết được. Đàn lần này của con Sẹo và con Lồi ấy thì nó có hai con. Là nó theo cái kiểu màu lông như thế này, là cái lớp lông đệm của nó là màu xám xám. Nhưng bây giờ nó bắt đầu nó dậy lông vàng rồi. Và em đực này thì cũng rất là nhiều người là cũng có quan tâm, có nhiều người hỏi thăm cũng quan tâm từ lúc bé. Nhưng mà đó, như chính thức đến hôm nay thì mình nhận cọc rồi. Một anh ấy nuôi ở con này ở Hà Nội, mình ưu tiên ở gần. Và cái quan trọng ấy thực sự mà nói là con chó thì bán một cái mức giá tiền nào đấy thì bán cho ai cũng vậy thôi. Ai nhiệt tình mà muốn mua thì là mình bán. Chứ cũng không có phải là theo cái kiểu là bán cho người này giá này người kia giá kia. Đó, còn mọi người mà quan tâm đến những cái con chó con đấy thì mọi người có thể chờ cái đàn sắp đẻ. Ít nhất đấy là sẽ có 3 đàn. Qua Tết là sẽ có 3 đàn. Trong đấy là có một cái đàn mình cũng rất là chờ là cái đàn con này. Con mờ này. Con mờ này nó phối với con Sẹo này. Và một đàn cái con cộc trai phối với con... Cộc trai phối với con Sẹo là mình đã đăng video lên rồi đấy. Cộc trai phối với con Sẹo là gọi là con út đó. Con út thì bình thường là gọi nó là chanh quất gì đấy, chanh cam quất gì đấy. Mình thì mình không chưa đặt tên cho nó, thành ra cứ gọi nó là con út. Nhưng mà thực ra là cái gọi tên con chó là nên tránh với lại trùng với tên người. Chứ nhiều khi là nó phát sinh lắm, mình gọi là nó là cái con về sau thì mình gọi là con út thôi. Nhưng mà rất nhiều người tên út là sẽ cũng có động chạm tí, cũng không có ý gì đâu, nhưng mọi người sẽ thấy nó động chạm. Cái đấy là gọi tạm mà thế thôi. Cho nó vào nhá, cho con ý nó vào nhá. Anh cho con đực con vào đi. Anh bế nó lên đây một tí để cho nó vào thẳng video này, để quay cái video cho nó một tí. Ở với thằng đàn anh, thằng đàn anh không thích đàn em ra làm phiền. Cho nên là anh cân thử nó sẽ bao cân. Anh 60 cân rồi anh cân thử luôn, nhìn luôn ra vấn đề. 5 cân. 6 cân. Hơn 6 cân.
hơn 6 cân là như đàn này là cũng đã hãm cân rồi, cũng coi như 60 ngày là thế coi như là 6 cân rưỡi là cũng hãm cân. Tính ra nếu mà như thế là so với cái đàn ba con này là cái đàn đầu tiên nuôi là lúc 2 tháng mà nó 7 cân này. Con này là bị hãm. Bọn ba con này là tính là hãm để cho nó lên tai sớm nhưng mà cuối cùng không hãm được, bởi vì là hãm ăn thì con mẹ nó lại cho bú. Thế thì bằng nhau thì không hãm nữa. Để rồi sau rồi dán tai vậy. Chứ con chó thì nó to thì nó lớn nhanh thì nó khó lên tai lắm. Nhưng mà thực sự mà nói nếu mà khi mà nuôi con chó ấy mà nó ở cái tầm cái bản thân cái tâm lý của mình nuôi thôi, còn mọi người thì chắc cũng nhiều người giống mình. Là nếu mà con chó nó ở cái tầm tháng này, giả sử như là cái bọn này này. Bọn này nó tầm tháng này nó là 7 tháng. 7 tháng, 7 tháng rưỡi. Thì cái chiều cao của cái con chó con ấy là nó đã bằng con chó mẹ, và có con là nó cao hơn con chó mẹ, như con này nó cao hơn con mẹ này. Như con này nó cao hơn này. Cao hơn con mẹ rồi đấy. Còn con cái nó đã cao hơn thì con đực nó cao hơn. Còn chỉ có cái con cái mà lông dài hơn kia là nó cao bằng con mẹ thôi. Thì là nó đã có một cái độ yên tâm rồi. Đấy là cái tâm lý khi nuôi chó là không sợ nó quậy chó. Bởi vì là như bây giờ là nó vẫn ở trong cái tuổi lớn nhanh của con chó đấy. Bọn cọc này nó còn khoảng 2 tháng nữa. Nó đến khoảng tầm 9 tháng. Nó sẽ lớn nhanh khoảng tầm 9 tháng. Còn đấy. Là nó sẽ lớn rất là nhanh. Những con mà lớn chậm ấy, những con mà bắt ở trên bản ấy, mà tức là ngày bé mà nó được ăn ít mà về rồi nó mới cập nhật đấy, thì có thể nó lớn đến khoảng tầm 11 tháng. Đấy là cái thực tế mà mình đã nuôi rồi thì mình có cái thực tế nó là như thế. Còn những con mà nuôi từ bé ấy, thì hoặc là bắt sớm hoặc là cập nhật sớm ấy, thì nó sẽ lớn nhanh đến khoảng tầm 9 tháng, qua hết 9 tháng là nó trứng rồi. Sang tháng thứ 10 nó bắt đầu là nó trứng rồi. Lúc đấy là cái chiều cao chiều dài nó trứng rồi. Thì như thế này là giả sử như bọn này là 7 tháng rưỡi, ít nhất là nó cứ giữ được như thế này là nó đã là con khung to rồi. Nó đã là khung to là như thế này là một con là to bằng con mẹ và một con là to hơn con mẹ. Nếu nói con cái mà con mẹ là như thế là con mẹ này nó là trạng của nó là 24 cân rưỡi nha. Nó là hơn 25 cân đấy. Nhưng mà mình cứ tính trừ cái bẹ sữa nó đi. Cái ở cái thể trạng bình thường của nó chứ không cân không có tính bẹ sữa. Còn bây giờ nó đang cân lúc đói, chưa đến giờ ăn chiều. Đó thì ba cái con này là rất nhiều người hỏi là sao không cập nhật video. Thì thực ra mà nói là lúc trước thì con chó nó béo nó bụ bẫm quá, thực ra là nó cũng hơi bị ngược lại với lại cái kiểu mà mọi người nuôi cọc. Vì thế cho nên là mình có định quay video nhưng mà thôi lại thôi không quay nữa. Và cái thứ hai nữa là bận. Bây giờ thì tiện là mới dán tai ngày hôm qua, là mới dán gọi là dán nháp, dán thử thôi, dán gọi là lần đầu để mà cho nó có một cái độ quen với lại cái việc nó có cái dính ở trên tai. Chứ còn là phải bóc ra, dán như thế này là gọi là dán tạm thì chứ dán này còn đang thừa lung tung cả. Mà dán này nó bị bịt tai. Dán phải cắt lỗ ra. Chủ yếu để cho mọi người nhìn mặt với lại nhìn khung gọng của con chó thôi. Và để cho mọi người nhìn thực tế là cái con chó mà ngày bé ấy, lông nó màu đen mà nó phớt vàng ở chân và ở gáy, như mình nói là lớn lên nó màu vàng thì nó có thật không, và cái con ở trong thực tế cái con chó đấy nó như thế nào. Thì nó là cái con này, quay cái con này để cho mọi người xem này. Ê, con đúng giữa màn hình này đó, để cho mọi người xem cái thực tế cái con chó cái màu đấy thì lớn lên nó thế nào. Đó, quá đẹp luôn đó, để cho mọi người nhìn đây. Đây là chính là cái con ngày bé đấy. Con ngày bé mà nhiều người có bình luận bảo là cái lớn lên là nó loang màu với lại này kia đó. Đó, nó có loang màu đâu. Nó màu nó còn sậm hơn cả hai cái con màu vàng ngày bé nữa là khác. Màu nó sậm hơn. Sẹo lòi. Đó. Cứ bé chưa? Sợ. Phải cho tạm mấy con kia vào trong chuồng để cho con nó chơi. Đó, bởi vì kiểu vàng của nó là kiểu vàng rực. Vàng gọi là vàng rực. Từ cái lúc chó non này nó vàng rực thì lớn lên nó còn rực nữa. Nó sẽ theo kiểu màu vàng như là con cáo ấy. Nếu mà mọi người để ý cái con cáo ấy, là cái con chó cái này lớn lên nó sẽ kiểu màu vàng như thế. Nhưng mà con chó cái thì vàng nó không rực như là con chó đực được. Con chó đực lúc nào vàng nó cũng rực hơn.
Đó, nhưng mà như con này là màu lông khi mà trưởng thành lên sẽ rất là đẹp đấy, chứ không phải không đâu. Gọi là vàng mõm đen. Hai cái con kia, cái con đực và con cái ở cái đàn ba con tiếp theo này thì lớn lên là màu vàng của nó, mình dự đoán là nó cũng là màu vàng như thế này thôi. Nhưng cái chất lông nó sẽ ngắn hơn con này một chút. Bởi vì con này ngày bé cái chất lông nó rất là dài. Bây giờ thì nhìn nó cũng không dài nữa đâu. Đó, bây giờ là nhìn nó chỉ có mỗi cái bầm cổ nó dài thôi. Còn người nó có dài đâu. Đây nó quay thực tế cho mọi người xem ấy nhé. Trực tiếp luôn đấy chứ không có phải là phải nói mồm với nhau rồi. Đó. Đây nó là thực tế để cho mọi người xem luôn cái thực tế của con chó luôn. Đấy, nhìn chất lông của nó. Đó. Và bọn này thì nó di truyền ở cái là cái lưỡi của nó đốm. Đốm nhiều. Đốm nhiều cả ba con. Ở cái đàn chó con của con sẹo với lại con lồi là cái đàn cho con mà con đực vừa mới nhận cọc xong ấy, thì là cái đàn đấy là cái đàn mà cho con nó cũng đều đốm lưỡi cả. Bọn như bọn này thì mình thấy là lúc bé nó đốm lưỡi thì lớn lên nó đốm nhiều hơn, cái mảng đốm nó to ra. Giả sử như nếu mọi người mà xem lại cái video của cái đàn ba con này, mọi người để ý cái lưỡi của chúng nó, cái lúc bé có quay riêng từng con nhìn cái lưỡi của chúng nó, thì bây giờ mọi người nhìn cái lưỡi của chúng nó bây giờ là cái lưỡi của chúng nó là cái đốm mà nó nhiều hơn. Như mờ là cũng đốm lưỡi đấy nhá. Mờ cũng đốm lưỡi nhưng mờ đốm ít thôi. Nào mờ há miệng ra anh xem nào. Há. Há miệng xem nào. Mờ. Mờ xinh gái không? Mờ có cái góc tai mình rất là thích luôn. Góc tai nhìn con chó nhìn trông nó ở cái đúng cái góc nhìn này thì nhìn trông nó gọi là đúng là gọi là tai cân tam giác luôn. Ở cái đàn này thì hơi bị tiếc nuối là bởi vì là như cái video trước mình đã nói là nó đẻ được 3 con thì lại hai con cọc, một con cọc tịt, một con không tịt thì hai con lót ổ. Còn cái con dài đuôi thì nó lại còn và cái con cái mặt nó rất là đẹp. Thành ra là nó tiếc cái đàn này ấy, nếu mà tính ra nhìn mặt đấy nó còn đẹp hơn cả cái đàn ba con lớn này luôn này. Cái đàn hiện tại bây giờ này. Cho nên là cái con dài đuôi kia ấy, về sau nó sẽ là một cái con như mình nói là một cái con chó mà về sau nó lớn lên cái mặt của nó sẽ rất là đẹp. Cái khung người của nó cũng đẹp, khung người của nó thì sẽ như bọn này rồi. Ba em này thì răng đều đẹp và đủ hết. Cái độ di truyền của con bố con mẹ nó rất là tốt. Bởi vì các con chó giống mà khi mà mình chọn về ấy, để mình mua ở chó trên bán ấy, mình chọn chó nhưng mà mình đều chọn hết từ thể hình đến răng lợi. Đủ răng, răng khít. Thành ra là cái độ di truyền ở trong chó con nó hỏng răng là tỷ lệ nó rất ít. Ít nhất là ba cái con đầu tiên mình giữ lại là răng nó đẹp này. Mấy con Bắc Hà mà cái đàn vừa rồi ấy, của cái cặp Bắc Hà là cho con răng cũng sẽ đẹp. Nhìn từ bé là biết rồi. Hàm nó sẽ khít. Còn có thể về sau mà do quá trình nuôi làm cho cái răng của nó có cái nào nó bị mẻ, nó bị sứt rồi nó bắt đầu là một cái nó bị sứt. Thì sau đấy nó bị xô thì mình không có nói là thì lúc đấy nó không răng nó không đều. Nhưng mà răng nó sẽ hai hàm nó sẽ khít nhau thì là chắc chắn. Từ bé là có thể nhìn ra được rồi. Và cái đấy về sau nó không có thay đổi. Đó. Ba mẹ con nó phải cọc như thế này chứ nếu mà không thì không quay được video. Chúng nó chạy lăng xăng